Hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2021, Chùa Hội Hoa Đức cùng chính quyền địa phương trao cho những hoàn cảnh dưới đây. Chị Hợ Phương do em gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ làm 1,5 triệu mua hiện vật lần thứ 38. Và chị Hoa do em gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ là 500,000 lần thứ 34. Và bé Tuyền do em gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ là 500,000 lần thứ 24. Và Phú Mỹ do em gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ là 500,000 lần thứ 24. Và Cụ Mai do em gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ là 300,000 lần thứ 24. Và Cô Nở do chị em gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ là 1,000,000 lần thứ 7. Và chị Hợp Phương do em gái ẩn danh ở Nha Trang tài trợ là 500,000 lần thứ 30. Và bác Thanh do em gái ẩn danh ở Nha Trang tài trợ là 500,000 lần thứ 30. Thì cô cũng xin là đại diện cho những hoàn cảnh trên cảm ơn em gái ẩn danh ở Sài Gòn và ở Nha Trang đã hỗ trợ cho những hoàn cảnh này. Chúc quý vị và gia đình luôn luôn sức khỏe dồi dào, an lạc hạnh phúc và làm ăn phát đạt. Nam mô A Di Đà Phật. Em cũng cảm ơn tài trợ đã giúp đỡ cho mẹ con em hàng tháng. Em cũng chúc hai chị luôn luôn mình khỏe để làm ăn trong công việc. Thầy thứ em làm trước cho em thành hôn thì cũng anh chị ẩn danh ở Sài Gòn cũng có chị thành hôn sức khỏe rồi thành hôn rồi. Con nhận cho bé Tuyền, con cảm ơn. Con cảm ơn. Con nhận thứ cho cô Mai Mỹ con. Dạ, có gì xin cảm ơn. Con nhận cho cụ Mai. Cảm ơn đại diện chính quyền địa phương, xin cảm ơn các nhà đại trợ đã tài trợ các hội cho con. Xin chúc các nhà đại trợ sức khỏe hạnh phúc và thành đạt sống. Tay nhưng mà mình đâu của mẹ đây, cái mẹ nhận ống đâu quá này.